Vé số Powerball gần nửa tỷ đô có chủ. Một chiếc vé số Powerball có dãy số trúng giải độc đắc trị giá 487 triệu đô la đã được bán ở Mỹ. Theo CBS, dãy số trúng thưởng trong đợt quay số tối 30 tháng 7 lần này là 11, 17, 21, 23, 32 và số Powerball 5. Theo các quan chức xổ số, số, một người đã mua vé số độc đắc tại siêu thị Hannaford ở thị trấn Raymond, bang New Hampshire. Tuy nhiên, danh tính của người này hiện chưa được nêu rõ. Tấm vé may mắn là số xổ số, số mua bằng hình thức chọn nhanh tại quầy hàng tự phục vụ bên siêu thị. Chiếc vé Powerball chiến thắng gần nửa tỷ đô đã bán ra ở đây, duy nhất trên nước Mỹ. Chúng tôi vô cùng phấn khích. Phát ngôn viên cơ quan xổ số, số bang, mau Cram nói: "Người chiến thắng có một năm để trình bày và nhận 487 triệu đô la trả dần trong 30 năm hoặc nhận luôn số tiền 330 triệu đô. Đây là một thị trấn nhỏ, chắc chắn chúng tôi sẽ tìm ra người đó nhanh thôi. Tony Marina, một khách hàng nói. Siêu thị Hamifor sẽ nhận được 75.000 đô tiền hoa hồng nhờ bán chiếc vé chiến thắng này tại bang New Hampshire. Một người khác cũng trúng thưởng 1 triệu đô la sau đợt quay số Powerball gần nhất. Giải độc đắc của số số Powerball tăng lên gần nửa tỷ đô sau khi không có tìm được người chiến thắng kể từ ngày 7 tháng 5. Đây là giải độc đắc lớn thứ 8 trong lịch sử xổ số, số Mỹ và lớn thứ 5 của Powerball với tỷ lệ chiến thắng chỉ là 1 trên 292,2 triệu. Vé số được bán ở 44 bang thủ đô Washington, Puerto Rico và quần đảo Venice